Xin chào các bạn, hôm nay Mộng Lan rất vui mừng trở lại với các bạn về trong chương trình Chiến thắng ung thư. Và ngày hôm nay Mộng Lan chia sẻ với các bạn thời gian biểu phù hợp với cơ thể, nghĩa là cơ thể chúng ta giống như một cỗ máy, hay đơn giản chúng ta có hiểu là cơ thể chúng ta giống như một cái xe máy. Xe máy thì các bạn nhà ai cũng có đúng không? Và các bạn chăm sóc xe máy rất là tốt, nhưng mà chính cơ thể của chúng ta thì chúng ta lại không có ý thức cho việc chăm sóc, bởi vì chúng ta vẫn luôn luôn nghĩ rằng cơ thể chúng ta là một cái cỗ máy hoàn hảo. Nhưng thực sự nó có hoàn hảo đến như vậy hay không thì chúng ta cũng cần phải đi tìm hiểu nó. Các bạn đã thấy rằng này, khi mà xe máy thì có rất là nhiều các bộ phận, và mỗi một năm chúng ta vẫn có lịch đi bảo dưỡng một hai lần để cho xe nó chạy tốt hơn, rồi nó không bị hỏng. Thế nhưng ngược trở lại thì Mộng Lan sẽ hỏi các bạn câu hỏi rằng là cơ thể các bạn thì một năm các bạn có cho đi bảo dưỡng không? Các bạn có hiểu về cơ thể mình hay không? Và trong cơ thể chúng ta đó là tim, phổi, gan, thận, rồi các bộ phận khác nó hoạt động như thế nào? Nó có thực sự được khỏe mạnh hay không? Và chế độ ăn ngủ nghỉ của các bạn nó có thực sự giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hay không? Và chúng ta sẽ thấy rằng nếu như xe máy mà cần phải đổ xăng thì mới có thể đi được, nhưng nếu như các bạn cứ đổ lức lã vào thì nó sẽ chết máy và nó không đi được. Giống như cơ thể con người chúng ta cũng thế, đặc biệt là những người đàn ông. Thay vì rằng chúng ta cần phải uống nước để trung bình hóa, trung bình giữa kiềm và axit ở cái độ pH là 7.0, thì những bạn nam giới thường hay đổ bia đổ rượu vào, và thậm chí có những bạn thì đổ thường xuyên hàng ngày, ngày nào cũng đổ bia và đổ rượu vào. Vậy thì hiểu hỏi rằng cơ thể chúng ta nó có thể khỏe mạnh được hay không, và thực sự rằng đó là một cái điều rất là quan ngại đối với cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta không biết cách chăm sóc cơ thể chúng ta một cách tốt nhất, không có lịch để bảo dưỡng cơ thể chúng ta một cách nguyên tắc, nghĩa là một năm cần phải đi khám sức khỏe định kỳ 2 lần, thì chúng ta không có đi khám, và thậm chí rằng có những người cả một cuộc đời chưa bao giờ đi khám sức khỏe chủ động, nghĩa là khám sức khỏe định kỳ để chúng ta có thể phát hiện bệnh sớm và chúng ta có thể chữa bệnh kịp thời. Thì ngày hôm nay Mộng Lan chia sẻ với các bạn trong chương trình Chiến thắng ung thư là thời gian biểu phù hợp với cơ thể của con người, đó là thời gian nào sẽ thích hợp đối với từng bộ phận cơ thể. Như chúng ta cũng biết rằng là đối với tim của chúng ta, để cho tim chúng ta khỏe mạnh thì các bạn sẽ ăn đậu nành là tốt nhất cho khỏe tim. Các bạn nếu như mà muốn rằng thận của chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta cần phải ăn đậu đen hàng ngày thì sẽ khỏe cho thận. Và nếu chúng ta muốn tốt cho gan thì chúng ta cần phải ăn đậu xanh hàng ngày thì chúng ta sẽ tốt cho gan. Và cái điều quan trọng nhất các bạn cần phải chú ý rằng nếu như mà tim mà bệnh thì sẽ không có nhà máy cấp máu cho cơ thể. Nếu như thận mà yếu thì sẽ sinh ra rất là nhiều các bệnh khác nhau, đặc biệt là các bạn nam giới thận yếu thì rất là nguy hiểm, các bạn biết rồi đó, vấn đề chuyện vợ chồng nó sẽ bị có vấn đề. Và đặc biệt là gan mà yếu thì nó sinh ra rất rất nhiều bệnh khác nhau, nó sinh ra một lần nhớ là khoảng tầm 60 bệnh khác nhau trên cơ thể nếu như gan các bạn yếu. Vậy thì việc đầu tiên một lần muốn khuyên các bạn rằng là hãy bổ sung cho cơ thể mình 3 loại đậu để cho bảo vệ cái lục phủ ngũ tạng của các bạn được khỏe mạnh, đó là đậu tương, đậu đen và đậu xanh. Và đậu xanh thì các bạn nhớ là ăn cả vỏ nhé, và các bạn làm chín và các bạn ăn hàng ngày và ăn cả vỏ. Bố mẹ Mộng Lan thì thường có cái món cháo đậu ăn buổi sáng, nghĩa là các loại đậu cho vào nồi xong rồi ninh nhừ xong rồi ăn cháo buổi sáng. Cái bữa sáng đó rất là quan trọng và rất tốt cho cơ thể, và các bạn cũng có thể làm cái bữa sáng này cho cả gia đình của mình, đặc biệt là những cái bạn mà có bố mẹ già đó. Khi mà bố mẹ đã già rồi thì những cái bộ phận trong lục phủ ngũ tạng nó cũng đã bắt đầu suy yếu đi rồi, và hãy làm cho bố mẹ cái món cháo này, món cháo đậu. Đó là cách mà các bạn có thể bao tiêu bố mẹ một cách tốt nhất, hãy chăm sóc bố mẹ ngay ngày hôm nay để cho bố mẹ được
sống khỏe mạnh ở bên cạnh chúng ta. Bố mẹ có một cơ thể khỏe mạnh, bố mẹ có một cuộc sống vui vẻ và có một tinh thần minh mẫn, đó là cách mà chúng ta báo hiếu cho bố mẹ tốt nhất. Chúng ta sẽ quay lại chủ đề rằng là làm như thế nào để chúng ta phòng tránh được bệnh ung thư và làm như thế nào để chúng ta quản lý được cái đồng hồ sinh học trong cơ thể chúng ta và làm như thế nào để các bộ phận trong cơ thể chúng ta được khỏe mạnh. Hôm nay Hồng Vân sẽ chia sẻ với các bạn là thời gian biểu từ lúc 5 giờ sáng cho đến kết thúc một ngày chúng ta cần phải làm cái gì vào thời gian nào để nó phù hợp và các bộ phận trong cơ thể chúng ta được làm việc một cách tốt nhất và cũng có thời gian nghỉ ngơi. Như các bạn cũng biết rằng là từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng là thời gian mà thải độc của ruột già. Cho nên là lúc này từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng là các bạn cần phải dậy sớm uống một cốc nước lọc và nước lọc ấm nhé. Và các bạn cần phải đi vệ sinh lúc này. Và tiếp theo là từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng là thời gian mà làm việc của ruột non. Chính vì vậy mà thời gian này á, thì các bạn cần phải ăn sáng từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng nhé. Các bạn nhớ nhé, phải ăn sáng vào thời gian này, đừng có bỏ bữa sáng. Bởi vì Hồng Vân thấy rằng nhiều người bỏ bữa sáng thì cũng có nguy cơ bị ung thư rất là cao. Các bạn sẽ cần phải ăn sáng vào cái giờ này. Và tiếp theo là các bạn chú ý trong một lần là cả ngày các bạn đi làm rất là mệt mỏi rồi đúng không nào? Và các bạn sẽ đi làm việc buổi sáng và buổi chiều. Thì buổi trưa các bạn nhớ thời gian là nghỉ trưa khoảng tầm từ 15 đến 30 phút. Thời gian này rất là quan trọng, nó giúp cho cơ thể chúng ta lấy lại cái năng lượng để chúng ta chuẩn bị cho một buổi chiều tiếp tục làm việc. Hoặc các bạn cũng có những cái thời gian nghỉ giữa buổi sáng và giữa buổi trưa, các bạn có khoảng 5 phút đến 10 phút, các bạn hít sâu thở đều liên tục trong vòng ít nhất là 5 phút trong một lần. Cách đó là cách là chúng ta nạp oxy vào cho tế bào cơ thể của chúng ta, để cho khi chúng ta nạp oxy vào thì độ pH trong các tế bào nó cũng được cân bằng ở mức là 7.0, nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Và buổi chiều về thì các bạn hãy gói ghém tất cả công việc văn phòng lại và quay trở lại gia đình cùng với những người thân trong gia đình, được với những người vợ và những người con thân yêu của mình, để chúng ta có một cái cuộc sống vui và hạnh phúc bên gia đình của mình. Đặc biệt là các bạn nam giới ở Việt Nam, một hôm nay khuyên các bạn rằng đừng có dành thời gian để đến những quán bia, nó thực sự rất là lãng phí. Bởi vì trên hành trình cuộc đời của các bạn, ngoài cái việc các bạn phấn đấu trên con đường sự nghiệp, thì con đường song song với sự nghiệp của các bạn đó là con đường gia đình hạnh phúc. Các bạn cũng cần phải có thời gian để xây dựng cùng vợ vun đắp hạnh phúc gia đình, đặc biệt là cùng vợ chia sẻ cái việc nuôi con. Việc này rất là quan trọng, bởi vì đối với người cha đó, niềm tự hào của họ khi về già đó là sự thành công của con. Nhưng ngày hôm nay những người đàn ông Việt Nam thường phó mặc cho việc nuôi con cho vợ. Chính vì vậy mà gia đình nào may mắn thì con ngoan ngoãn học giỏi, nhưng có rất nhiều gia đình con lại vướng vào những tệ nạn xã hội. Cho nên là những người đàn ông hãy hiểu rằng con của mình mang họ của mình, cho nên hãy dành thời gian để chăm sóc cho con, và sau đó thì các bạn về nhà cùng với vợ chăm sóc con, chăm sóc gia đình. Và thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ là thời gian của hệ miễn dịch làm việc và thải độc, nên lúc này các bạn cần phải giữ một trạng thái tâm lý yên tĩnh. Từ 21 giờ đến 23 giờ các bạn có thể đọc sách cùng với con của mình, rồi thậm chí là có thể nói chuyện trao đổi cùng với vợ của mình, hoặc là hai vợ chồng có thể xem một bộ phim mà các bạn yêu thích, để các bạn có một cái thời gian thoải mái cho cơ thể, để cơ thể có thể thư giãn và có thể thải độc một cách tốt nhất. Tiếp theo là từ 23 giờ đến 1 giờ là thời gian bài gan, bài tiết độc tố. Và trong cái lúc này thì các bạn cần phải đi ngủ say rồi. Nhưng các bạn nhớ là 23 giờ nghĩa là đến 1 giờ là cái thời gian này chúng ta cần phải đi ngủ rồi. Cho nên một lần vẫn khuyên các bạn rằng là làm gì thì làm thì cũng phải 11 giờ là phải đi ngủ. Cho nên rằng là hãy nhắc những người thân yêu của mình hãy đi ngủ và lên giường 23 giờ. Tiếp theo là từ 1 giờ đến 3 giờ là thời gian mật thực hiện thải độc. Và các bạn sẽ cần phải ngủ say đến cái giờ này là 1 giờ đến 3 giờ. Một lần thấy rằng nhiều các bạn sinh viên á, đến kỳ ôn thi và thức đến những cái giờ này, thậm chí là những bạn thất tình, như là đau khổ,
cũng thức đến cái giờ này, hoặc có những bạn công việc căng thẳng áp lực nhiều việc quá làm không hết cũng thức đến cái giờ này. Vậy thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho cơ thể của các bạn. Hãy đi ngủ thật sâu để chuẩn bị cho một ngày mai sức khỏe tốt. Và từ thời gian mà từ 0 giờ đến 4 giờ cũng là cái thời gian mà tủy sống của chúng ta có thể tạo máu, cho nên là các bạn cũng phải ngủ say cái thời gian này. Vậy thì tóm lại chúng ta sẽ cần phải lên giường ngủ lúc 11 giờ đêm và ngủ thật là say cho đến lúc 5 giờ sáng. Đó là điều mà Hồng Lan muốn khuyên các bạn để chuẩn bị cho một cơ thể khỏe mạnh. Ngoài cái việc giấc ngủ thì còn chế độ ăn và xây dựng hạnh phúc gia đình, bởi vì rằng là nếu như các bạn không có một gia đình tốt, các bạn sẽ thường bực mình, bực tức, cửa mệt mỏi, nó sẽ dẫn đến là gan và thận của bạn cũng sẽ bị làm việc một cách quá tải. Và hãy xây dựng một gia đình hạnh phúc, và hãy hít thở sâu hàng ngày, có thể thiền hoặc là yoga, và hãy cùng vợ cùng chăm sóc con và bảo vệ bố mẹ. Đó là cách tốt nhất để giúp cho cả gia đình bạn phòng tránh khỏi ung thư. Và hôm nay Mộc Lan chia sẻ cái thời gian biểu như vậy, rất mong là những người vợ, những người mẹ Việt Nam có thể cùng chia sẻ cái điều này cùng với chồng mình và dạy con mình ngay từ nhỏ, để con mình hiểu về cái thời gian biểu trong ngày này, để sau con lớn lên con cũng có ý thức về cái việc tự chăm sóc sức khỏe bản thân. Và với video này Mộc Lan mong muốn rằng tất cả những gia đình Việt Nam trên toàn quốc và những người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là các bạn du học sinh, Mộc Lan cũng làm du học và Mộc Lan rất thấu hiểu cái thời gian các bạn du học sinh cần phải làm việc ở nước ngoài, và Mộc Lan cũng rất lo lắng cho các bạn. Các bạn hãy hiểu về thời gian biểu, hiểu về cơ thể của mình và hãy thực hiện một chế độ ăn ngủ nghỉ một cách tốt nhất để chăm sóc sức khỏe của mình. Video chiến thắng ung thư ngày hôm nay Mộc Lan với mong muốn và tâm nguyện chúc tất cả những gia đình Việt Nam luôn có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc và có sức khỏe tốt. Các bạn hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo trong chương trình chiến thắng ung thư này. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn lần sau.